Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm nay vẫn là một trong những cái chủ đề rất xôn xao trong làng xe Việt Nam, đó chính là Honda CR-V 2020 được lắp ráp tại Việt Nam. Có gì cải tiến hay cải lùi? Và để đến với những cái phân tích của Auto Việt Nam về chiếc xe Honda CR-V 2020, các bạn hãy nhấn nút đăng ký theo dõi kênh ngay bây giờ để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nha. Let's go. Với sự thành công của Honda CR-V ở tại thị trường Việt Nam thì với cái phiên bản nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan, nhiều người đang có ý định mua chiếc xe này và fan hâm mộ của Honda cũng đều có một cái chung câu hỏi, đó là liệu rằng CR-V lắp ráp tại thị trường Việt Nam có còn ngon như xe nhập Thái hay lại càng tệ đi. Với câu hỏi đó thì có lẽ chúng ta cần phải chờ ngày ra mắt chính thức của mẫu xe này và cần phải có thời gian chứng minh bằng cụ thể. Tuy nhiên thì theo những thông tin về thông số kỹ thuật của Honda CR-V 2020 mới với 3 phiên bản, đó là CR-VE, CR-VG và CR-VL, thì hãng xe Nhật Bản rất biết cách chiều chuộng khách hàng khi ốp thêm cho cái mẫu xe này rất nhiều những option ngon. Cụ thể đó là thêm một số các tính năng công nghệ rất rất xịn sò. Và lát chút nữa thôi thì Auto Việt Nam sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Nói về tổng quan thiết kế của Honda CR-V 2020 thì tôi có thể nói một từ thôi, đó là chất. Phải nói rằng là cái tư tưởng bảo thủ trong cái phong cách thiết kế của người Nhật giờ đây nó chỉ còn mỗi trên Isuzu, Suzuki là vẫn loay hoay để tìm ra cái ngôn ngữ thiết kế riêng cho những dòng xe của mình, hoặc có thể là không chịu thay đổi. Tuy nhiên thì Honda hay là Mitsubishi bây giờ đã rất rất chịu thay đổi rồi, và điều đó nó giúp cho mọi thứ đều tốt lên. Chúng ta sẽ có một cái phần đầu xe thiết kế rất đẹp mắt, trau chuốt và tỉ mỉ với những đường gân mạ chrome sáng bóng lịch sự. Mặt ca lăng xe lưới tản nhiệt hốc hút gió được sơn đen thể thao, cụm đèn chiếu sáng full LED, thiết kế sắc nét với những dải LED định vị chạy vào ban ngày. Ngoài ra thì một điểm thay đổi trên phiên bản 2020 so với phiên bản cũ thì cụm đèn chiếu sáng này đã được tích hợp thêm công nghệ tự động tắt bật đèn pha cốt thông minh. Công nghệ này hiểu một cách đơn giản, chiếc xe của chúng ta gặp chiếc xe đi ngược chiều, đèn pha sẽ chuyển sang đèn cốt, giúp người lái xe đối diện sẽ không bị chóa mắt và an toàn hơn. Và hơn hết, đối với cả 3 phiên bản đều được trang bị công nghệ chiếu sáng này. Và nếu như đèn sương mù của 2 phiên bản CR-VG và CR-VE trước đây thì chỉ được sử dụng dạng bóng đèn halogen, thì bây giờ cả 3 phiên bản đều đã được trang bị hoàn toàn bằng bóng đèn LED. Tiếp theo đến phần thân xe thì ngoài thiết kế rất cooper với những cái đường nét vuốt nhiều về phía đuôi trông rất là quen thuộc, thì Honda CR-V 2020 vẫn giữ nguyên cái kích thước tổng thể, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và trục cơ sở của xe. Có lẽ phần này thì Auto Việt Nam xin phép bỏ qua để dành thời gian cho những điểm mới trên Honda CR-V 2020. Đầu tiên đó là công nghệ hỗ trợ Lane Walk được trang bị trên 2 phiên bản CR-VG và CR-VL. Hiểu một cách nôm na về hoạt động của công nghệ này thì dựa trên camera được gắn trên phần gương chiếu hậu của xe thì chúng ta có thể quan sát những xe đang có ý định vượt bên trái hoặc bên phải thông qua màn hình bên trong xe. Điểm hay của công nghệ này thì giúp cho chúng ta có thể phát hiện những chiếc xe nào bị rơi vào vị trí điểm mù nguy hiểm. Với một cái phần đuôi xe rất thể thao, đèn hậu dạng LED 3D, cản ba đợt sốc góc cạnh mạnh mẽ kết hợp với hai ống xả kép mạ chrome. Phía bên trên thì có thêm cái phần thanh mạ chrome kết nối với hai cụm đèn hậu. Bằng ấy những chi tiết thôi thì đã khiến cho fan hâm mộ của CR-V đủ hài lòng rồi. Tuy nhiên thì Honda họ còn rất rất biết chiều chuộng khách hàng khi trang bị thêm cho cái mẫu xe này thêm những cái tính năng đá cốp ở phía sau, nhưng mà chỉ được trang bị trên phiên bản CR-VL mà thôi. Ngoài ra thì cả 3 phiên bản đều thêm những cái chức năng tự động khóa cửa khi ra khỏi vùng cảm biến. Nói một cách nôm na đơn giản, đó là bạn mang chìa khóa đi xa khỏi chiếc xe, kể cả quên không khóa cửa, nó cũng sẽ tự động khóa cửa. Rất tiện ích. Tiếp theo đến phần nội thất xe thì có lẽ tôi cũng không nên miêu tả cảm nhận của mình về thiết kế bên trong nội thất, bởi vì thực tế phải cảm nhận bằng mắt thường. Bởi có lẽ để đánh giá cụ thể, hẹn gặp lại các bạn ở video đánh giá CR-V 2020 nhé. Chúng ta tiếp tục điểm qua những điểm mới ở phần nội thất của CR-V 2020. Đầu tiên đó là cả 3 phiên bản đã được trang bị cụm đồng hồ Tableau dạng điện tử, không còn analog truyền thống như trước nữa. Tiếp theo đó là sạc không dây đã được trang bị trên phiên bản L. Và tiếp theo trên phiên bản CR-VE, trước đây thì không được trang bị màn hình, nay đã ở phiên bản mới đã được trang bị cái thêm cái màn hình 5 inch. Còn lại F2 phiên bản G và L thì vẫn được trang bị màn hình 7 inch. Tiếp theo đó là chức năng cảnh báo chống buồn ngủ cũng được tích hợp trên 3 phiên bản. Đối với tôi thì tôi cho rằng tính năng này cũng rất là nhân văn, sử dụng trên cả 3 phiên bản thì rất là đúng.
Điều hòa thì vẫn là hai vùng độc lập cho hai phiên bản G và phiên bản L, còn phiên bản E là một vùng. Kết nối Wi-Fi và lướt web chỉ được trang bị trên phiên bản G và phiên bản L mà thôi. Và cuối cùng đó là thay đổi lớn nhất trên Honda CR-V 2020, đó là toàn bộ 3 phiên bản đều được trang bị Honda Sensing. Nôm na cụ thể, đây là một trong những cái gói an toàn tối tân nhất của Honda, đều được sử dụng trên cả 3 phiên bản mới 2020 mà cả 3 phiên bản tiền nhiệm đều không có. Bao gồm: thứ nhất, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm. Hiểu một cách đơn giản đó là dùng radar, laser hoặc camera phía trước để xác định phương tiện hay vật cản. Khi hệ thống xác định được là xe của bạn đang đến một cái vật cản, phương tiện phía trước với cự ly không an toàn, thì nó sẽ báo động cho người lái xe dừng xe bằng âm thanh hoặc hình ảnh và chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống phanh để phanh lại. Thứ hai đó là đèn pha thích ứng tự động. Như ban nãy thì tôi cũng đã chia sẻ ở phần đầu xe, thì công nghệ này hiểu một cách đơn giản đó là xe của chúng ta gặp chiếc xe đi ngược chiều, đèn pha sẽ chuyển sang đèn cốt, giúp cho người lái xe đối diện không bị chóa mắt và an toàn hơn. Thứ ba đó là kiểm soát hành trình thích ứng, bao gồm giải vận tốc thấp. Nói một cách đơn giản đó là cài công nghệ này thì nó sẽ duy trì khoảng cách phía trước với xe của bạn ở cự ly an toàn nhất ở trên cao tốc, và tự động tăng tốc khi không có xe phía trước và giảm tốc độ khi có xe phía trước. Thứ tư đó là hệ thống giảm thiểu chệch làn đường. Hiểu một cách đơn giản đó là nếu bạn đi lệch làn đường, chèn vào vạch kẻ đường, vô lăng sẽ rung, đồng thời báo trên màn hình tablo hoặc âm thanh. Thứ năm đó là hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường. Cũng giống như trên, tuy nhiên thì vô lăng sẽ hơi đánh về phía giữa làn đường để đảm bảo cái việc là duy trì khoảng cách giữa vạch kẻ đường hai bên, sẽ đảm bảo là chiếc xe của bạn đi đúng phần làn đường của bạn. Và vừa rồi đó là những cái điểm mới trên Honda CR-V 2020, những nâng cấp rất đáng giá. Vậy Honda CR-V 2020 cải tiến hay cải lùi? Các bạn hãy để lại những comment, ý kiến, bình luận của mình ở phía bên dưới nha. Nếu như các bạn cảm thấy video bổ ích thì đừng quên nhấn like và share video clip này để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Auto Việt Nam. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.